How are you today? I'm fine as usual, thank you. Ted is coming around here. Chào các bạn, các bạn khỏe không? Hải Âu cũng tốt, cảm ơn. Sắp Tết rồi các bạn. Chỉ còn có mấy bữa nữa thôi là là Tết rồi, giao thừa rồi. Ở trong lòng mà Hải Âu thấy cũng bắt đầu thấy nó không khí Tết rồi, nó thấy nó cũng náo nức. Rồi anyway, bữa nay chúng ta lại tiếp tục bữa ăn cơm thường ngày nha, hàng tuần là học 10 cái từ vật dụng dùng trong nhà từ số 81 cho đến từ 90 nha. Đó về chúng ta bắt đầu. Từ đầu tiên của ngày hôm nay, từ số 81. Chăn blanket blanket B L A N K E T. Giọng vô phiên âm. Chữ này có hai âm blank Blank Và kịch Giống mạnh phải phải Trước cái âm đầu tiên Là blank Blanket Cái âm Đầu tiên là nửa A nửa E Chúng ta biết rồi Đọc là nửa A nửa E nha Chữ N mà sổ dài dài xuống dưới đó Là chúng ta đọc thành ra là An Thay vì đọc là Blank Blanket Chúng ta đọc là Blank 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 đó Bờ len, bờ len đó. Blanket. Blanket. Kịch đọc nhẹ đó nha. Số nhiều thêm S vô. Phát âm là S. Blanket. Ví dụ. She covers her son with a blanket. Cô ta đắp chăn cho đứa con trai. Cover. To cover là đắp. Che lên. Her son là con trai của cô ta with the blanket. Che phủ, che cái người đứa con với cái cái chăn, đó, đắp chăn đó. Ví dụ thứ hai, I get under the blanket. I get under the blanket. Tôi chui vào trong chăn. To get under là chui vào dưới, ở dưới, under là dưới ở dưới blanket, under the blanket là mình ở dưới cái chăn đó, chui trong chăn từ thứ hai từ số 82 gối pillow pillow p i l l o w dòng vô phiên âm chữ này có hai âm pill nhấn mạnh phải phải trước chữ pill chữ uh, cái âm Y này là y ngắn nha. Nên Mỹ họ đọc là ye ye. Họ không đọc là pillow, pillow. Đó thành ra ở y dài rồi. Cái này là pill, pill. Giống như là pill pill feel feel lưu nhưng mà nó pill thôi. Không có chữ h uh, vô. Pill. Và tại vì cái âm l đó tiếp theo đó thành ra cái chữ pie đó, nó là thêm cái chữ ồ vô nữa nha. Thêm cái âm ồ vô. Tại vì âm là nó ở giữa chữ Thành nên là nó peel Thành nên là thành nên mình thấy như là peel peel Pillow chứ không phải là pillow 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 Số nhiều Thêm s vô và phát âm là z Pillows Ví dụ I rest my head on the pillow Tôi tựa đầu ở trên gối On the pillow ở trên gối rest tức là mình dựa cái gì đó my head là cái đầu của tôi tôi dựa lên trên gối từ tiếp theo từ số 83 tủ âm tường hay còn gọi là tủ ở trong tường đó closet closet c l o s e t chúng ta dòm vô phiên âm có hai âm clo và giật nhấn mạnh phải phải trước âm đầu tiên cla. cái âm đầu tiên đó nguyên âm của nó là nửa o nửa a đó là o ngắn nha thành ra mình đọc là cla, cla. không phải là clo nha clo âm o hoàn toàn thì thành ra là cái đó là, là, o dài rồi cái này là o ngắn thành ra nó nửa o nửa a cla. kla âm thứ hai là giật giật closet một cái thôi giật một cái này closet Số nhiều, thêm chữ S vô, và phát âm là S. Closets. Ví dụ, I hang my clothes in the closet. Tôi treo quần áo ở trong closet. Từ tiếp theo. Tủ. Cabinet. Cabinet. C-A-B-I-N-E-T dòm vô phiên âm. Chữ này có ba âm. K, B, Net. Nhấn mạnh ở âm đầu tiên Ca. Cabinet. Cabinet. Chữ B nó, nó, đọc rất là lướt nhẹ. Nó. Cabinet. Net cũng vậy đó. Net nó nhẹ thôi. Số nhiều. Thêm chữ S vô. Phát âm là S. Cabinets. Ví dụ như là medicine cabinet tủ thuốc medicine là thuốc cabinet là cái tủ từ tiếp theo là từ 85 đèn lamp lamp l a m p Dọn vô ký tự đó phiên âm chữ này là có một âm mà âm nguyên âm của nó là nửa a nửa e lamp nhớ đọc Lamp có cái phụ âm cuối cùng luôn nha là p. Lamp số nhiều thêm s vô và phát âm là s. Lamps nếu mà số nhiều đó Mỹ họ đọc đầy đủ luôn nha phụ hai phụ âm là p và s luôn nha. Lamps ví dụ bed lamp bed lamp đèn ở đầu giường thường thường mình để đọc sách này kia đó, đó, trước khi ngủ đó, cái đèn đầu giường à, bed là cái giường ví dụ thứ hai turn on the lamp bật đèn turn off the lamp là tắt đèn tới đây chúng ta nghỉ giải lao có chừng hai phút vậy đó hai ba phút Tuần vừa rồi Hải Âu có ra họp mặt mấy người bạn Trong đám đó có một cái anh kia cũng mới quen tham gia với nhóm Thánh tình cũng dễ thương lắm, vui vẻ, hòa đồng lắm Nói chuyện xong mà nó, trước khi chia tay nó Có cái anh bạn trong nhóm kia anh nói là Thôi vậy thôi mình trao đổi số phone đi Để có gì liên lạc thường xuyên Thì anh kia cũng vui vẻ lắm mà nó ok Trao đổi số phone Sẵn đó anh bạn này đó, ảnh cũng uh, mời luôn Anh nói là khoảng uh, 3 tuần nữa đó, tôi uh, có cái uh, birthday sinh nhật. Bữa đó anh uh, có rảnh ra uh, ghé chơi. Mời anh uh, tới luôn. Thì anh kia ảnh uh, nói được rồi, uh, bữa đó mình uh, sẽ uh, sẽ ghé ghé bạn. Uh, bạn ở đâu, chỉ cho mình tới. Thì anh này anh nói anh Anh uh, uh, ghi xuống nha, take note nha, tại vì chỗ này cũng hơi khó nhớ. Đầu tiên đó là anh đi vô cái đường tránh đó đó, đi vô cái đường đó, đi tới cái ngã tư đó đó, thì anh quẹo phải vô, quẹo phải vô cái đường kia, anh đi quẹo phải vô đó, cửa khoảng, anh lái xe có khoảng cái chừng 200 thước đó, có cái nhánh nó bẻ trái, thì anh bẻ trái vô đó, anh bẻ trái đi cỡ chừng khoảng năm chục thước vậy đó tới cái khu chung cư đó đó khu chung cư này là gated area nó có cửa có, có cổng đào hoàng nha khu cao cấp anh nói với cái anh bảo vệ đó security á cho biết tôi căn hộ số mấy ảnh sẽ mở cho anh vô thì anh vô trong cái khu đó nhiều building lắm thành ra anh cứ dò mấy bên trái đó cái building nào mà nó ở mấy bên trái mà building thứ thứ, thứ hai đó Anh vô cái building đó nha khi mà anh vô building đó trong cái sảnh của building đó, nó có cái thang máy thì anh vô thang máy đó bấm lên thẳng lên lầu năm khi mà anh ra khỏi thang máy đó thì anh quẹo phải liền nha quẹo phải quẹo phải đi tới cuối giải đó đó anh dừng lại mé bên tay phải thấy có cái số là 551 căn hộ của tôi đó khi đó anh dùng chân phải đạp thẳng vô cửa bước vô là tôi ở trong đó đó cái anh bạn mới kia đó anh nói ghi 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 nãy giờ anh thét nốt trên phone thì anh nói anh nãy giờ bạn nói thì mình hiểu cái đường đó là đến đó quẹo đó nó ngã tư thì vô cái khu chung cư đó đó cái đó là mình biết rồi thì vô cái building thứ hai bên tay trái phải không rồi đi thang máy lên đầu năm quẹo phải vô nhưng mà cuối cùng tới đó trước cái hộ của bạn á tại sao tôi phải dùng chân phải để đạp thẳng vô cửa tôi thắc mắc cái vụ đó hay là cái căn hộ của anh nó có cái gì đặc biệt là cái khu đó cao cấp thành ra nó đặc biệt anh kia mới nói là không có gì đặc biệt hết anh ơi Tại vì bữa đó sinh nhật của tôi mà Anh tới thì Hai tay của anh Phải phải mang quà chứ Hai tay của anh lúc đó là khiêng hai cái gói quà rồi Thành ra là Tôi chỉ dùm anh cho nó đỡ mất Thì giờ thì khi đó đó Là anh dùng cái chân phải của anh đó Anh đạp thẳng vô cửa thôi Đạp thẳng đi vô là tôi đứng chờ sẵn trong đó đó Tôi nẫn luôn hai cái túi quà của anh anh này nói xong là cả đám nó cười lên cười phá lên cái anh bạn mới kia cũng cười mà anh hơi bẽn lẽn chút xíu rồi sau đó đi hải âu sau đó có nói với cái người bạn này đó. Dù có giỡn thì giỡn vừa vừa thôi người ta mới quen không biết du cái câu chuyện đó du đặt ra hay là du đọc ở đâu mà du nói kiểu đó nhưng mà nhiều khi người ta hiểu lầm lỡ người ta tới là bữa đó không có quà hoặc là mang quà ít quá mà du nói đón trước kiểu đó thì nó cũng kỳ lắm á anh kia ảnh mới cười hề hề ảnh nói là trời mấy bạn biết mình mà tánh của tôi là hay giỡn tôi thấy giả này tánh tình cũng dễ thương quá thành ra tôi chọc chơi cho nó vui vậy thôi bây giờ hỏi mấy bạn vậy nè mình mới gặp người mà mình hay cà rỡ kiểu đó đó có nên không rồi thôi giờ chúng ta học tiếp nha từ tiếp theo từ 86 mươi bồn tắm bathtub bathtub b a t h t u b chữ này có hai âm bath và tub nhấn mạnh phải vẽ trước cái âm đầu tiên đó bath thì âm đầu tiên đây nguyên âm đó là a chữ a là a dài nha mỹ họ đọc rõ ràng là a mà thông thả thành hai nốt nha bath nó có cái chữ mà chữ như như cái chữ số không á, mà gạch ngang, chéo ngang cả đó, thì cái đó, đó chúng ta đã học là chúng ta biết rồi trong cái từ phiên âm chữ đó đó mình đọc là sờ 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 đó nó sờ sờ nó đớt đớt cái lưỡi á, nó không phải là thà với thờ thượng mà nó không phải là xà mà nó dựa giữa cái đó, đó. nó sờ sờ đó kỳ Kì trước kiểu hải âu cũng có nói chúng ta đã gặp vài lần rồi đó mình để cái lưỡi nè dưới đây đó dưới hai đăng cái đăng cửa đó. là bắt đầu nói cái chữ thờ cái là thục cái lưỡi vô nha thờ thờ đó bath bath nhẹ mà không có cái 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 cái, cái nguyên âm ờ uh, của mình nha nó chỉ thờ thôi bath tub chữ tub nó đọc thông thả đó nha. Tub, tub. Chứ nó không đọc là top 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 Mà nó đọc rồi nha. Tub, tub trước cái đó. Vì nó là chữ dây ngược á. Chữ dây ngược đó đó. Là nó đọc là nửa á nửa ớ đó. Tub, tub. Rồi mới kết thúc bằng cái âm b. Tub, tub. Chứ không đọc quá cục lục như Việt Nam là tub, tub, tub. Tub là không có. Nó tub. Bass tub. Rồi, số nhiều thêm chữ S vô vào phiên âm là Z. Bathtubs. Ví dụ, get in the bathtub. Bước giờ vào cái bồn tắm đó. Get out of the bathtub. Tức là mình bước ra khỏi cái bồn tắm đó. Từ tiếp theo, từ 87. Khu vực tắm đứng walk in, walk in shower, walk in shower. W A L K I N S H O W E R. Chúng ta dòm vào phiên âm cái chữ walk in, walk là bước in bước vào trong shower có nghĩa là tắm mà cây dòi hoa sen đó phiên âm nó walk in walk in walk đó là o đó o dài thành ra đọc là walk rõ ràng đó rồi chữ in walk in thường thường nó đọc nối qua nha chữ âm c đó nó nó đọc nối qua cái âm in luôn walk in walk in walk and shower shower là hai âm ao sao và ờ er. nhấn mạnh phải phải trước âm sao shower shower Ờ à, đọc rất là nhẹ đó nha shower số nhiều thêm s vô sao giữ sao đó cái danh từ chính đó chánh rồi phát âm là Z walk and showers ví dụ his walk and shower has no doors khu vực tắm đứng của anh ta không có cửa rồi từ tiếp theo từ số 88 cửa khu vực tắm shower door shower door s h o w e r d o o r dòm vô phiên âm cái này có hai chữ chữ thứ nhất là shower chữ thứ hai là door shower có nghĩa là tắm khu tắm door cửa Cửa của cái khu vực tắm Nhớ nè Cửa khu tắm chứ không phải cửa của cái phòng tắm nha. Bathroom là phòng tắm Trong cái bathroom đó Nó có khu vực tắm Rồi nó có cái chỗ bồn đi cầu Chỗ ra cái sink Để rửa tay, rửa mặt này kia đó Tất cả nằm ba cái đó 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 Cái shower area Rồi cái toilet bồn cầu Để đi vệ sinh chỗ rửa tay, nó nằm, tất cả nằm trong cái bathroom nha, là cái phòng tắm shower door này là cái door của cái khu vực tắm nhỏ nhỏ đó, đó. shower, chúng ta biết rồi door là cửa, chúng ta cũng biết rồi cái door đó đó đọc nó là o dài nha, rõ ràng ra kết thúc bằng âm r thành ra cái âm r chúng ta cũng biết rồi nếu mà nó giữa hai cuối chữ thì người Mỹ thêm cái âm r vô nữa nha Trước khi đọc r Thành ra họ đọc là door Door Nghe nó vờ vờ đó Chứ không phải door không nha Người Anh không đó, thì họ đọc là door Door Nhưng Mỹ thì đọc là door Door Shower door Số nhiều Thêm chữ s vô sau cái chữ door uh, Phát âm là z Z Shower doors Ví dụ, open the shower door. Mở cửa khu vực tắm. Close the shower door. Đóng cửa khu vực tắm. Từ số 89, màn khu vực tắm. Shower curtain. Shower curtain. S H O W E R C U R T A I N. Chúng ta vào vô phiên âm cái này có hai chữ. Một là shower, hai là curtain. Cả hai chữ này chúng ta đều có học lúc trước rồi. Shower, đó chúng ta biết rồi. Là chỗ tắm á. Curtain là cái màn, cái màn che. Curtain. Cái này đó là người Mỹ đọc là curtain, phần đầu nó đọc in một cái thôi nha. Curtain. Muốn đọc là curtain cũng được. Một số ít người Mỹ cũng đọc như vậy. Curl, Curl là ơ đó ơ dài nha. Curl. Ừ. Số nhiều. Thêm chữ S vô. Còn sao? Chữ curtain. Và yeah, phát âm là z. Shower curtains. Ví dụ. Open the shower curtain. Mở màn khu kỳ tắm. Close the shower curtain. Là đóng màn khu kỳ tắm. Open hay close nha. Kéo ra kéo vô đó từ cuối cùng của ngày hôm nay từ số 90 nhà vệ sinh toilet toilet t o i l e t chúng ta dòm vào phiên âm chữ này có hai âm toy và lịch nhấn mạnh ở vai vai trước âm đầu tiên toy toilet toilet, toilet. Đó, cái chữ lệch đọc rất là nước nhẹ thôi nha toilet toilet chứ không đọc là toilet toilet không có toilet rồi cái này thêm chữ nhờ số nhiều thêm chữ s sao và phát âm là s toilet ví dụ go to the toilet hoặc là mình nói use the toilet là đi vệ sinh can I go to the the toilet là tôi đi vệ sinh chút xíu được không hoặc là can I use the toilet please? Cho tôi đi vệ sinh. Đây là cái lối nói của người người Anh nha. Phần lớn chủ yếu là người Anh mới nói xài cái chữ toilet. Ở bên Mỹ thì họ xài cái từ bathroom hay là restroom. Thay vì họ nói can I go to the toilet? Thì Mỹ họ nói là can I go to the restroom? Hoặc là can I use the restroom? Restroom là nhà vệ sinh chúng ta đã học rồi. Hoặc là họ nói là Can I go to the bathroom? Can I use the bathroom? Tôi đi vệ sinh được không? Đó là ở bên Mỹ người ta nói vậy đó. Rồi. Như vậy là chúng ta vừa học xong 10 từ từ số 81 cho đến từ 90. Chỉ còn có 10 từ nữa thôi nha. Là chúng ta hết luôn cái chuỗi 100 từ vật dụng trong nhà rồi. Sau đó sẽ bước qua những cái sanh hoạt trong nhà hứng thú hơn nha. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Have a good one.